Kế tiếp đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, hôm nay là được một em Ngọc Trinh nghe cô chú. Mitsubishi siêu đẹp. Cô chú coi cái lốc máy còn xanh dần luôn ha. Bô bình xăng 2 kim. À lốc máy nè, có dập nổi mặt trên da bằng thay cỏ luôn. Thấy không hiểu? Thấy nè. Đó, 6 nè. Bóp vút. Bật e, lên ga, giật cái. Mitsubishi nó đã nè cô chú. Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ cửa hàng máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Thì hôm nay là gương mặt thân quen của cô chú không gầy hay cô chú. Thì đây là anh em, cũng là thợ bên em. Là hổng gà em cũng tập tành tập sự cho em nó bán máy đó. Thì ví dụ như em lên máy, ví dụ như cô chú thích máy bên em thì chốt bên em, hoặc là em lên hết luôn. Nếu mà cô chú chưa có cảm nhận hoặc là thích lô máy bên em thì có thể qua bên kênh máy cắt cỏ Hoài Di ha cô chú. Rồi thì em giới thiệu về mình luôn em ơi. Rồi, máy cắt cỏ Hoài Di xin kính chào cô chú. Thì hổng gầy cũng được, cũng nhờ anh Minh Kiệt hướng dẫn bán máy cắt cỏ. Thì cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú. Em rất là vui, kính chúc cô chú có thật là nhiều sức khỏe. Nhớ qua kênh máy cắt cỏ Hoài Di cho em xin một lượt like và lượt đăng ký kênh nha cô chú. Đó, cô chú nhớ qua kênh máy cắt cỏ Hoài Di nha. Đó, thì kênh của em mà lên cũng rất là nhiều máy đẹp. Và bên kênh của Hoài Di lên cũng rất là nhiều máy đẹp. Ví dụ như cô chú lên kênh của em xem, nếu mà chưa thấy cái thương hiệu nào mà ưng ý cô chú thì nhớ qua kênh máy cắt cỏ Hoài Di lựa máy bên đó. Và nhớ cho em nói xin một like và một lượt đăng ký kênh nghe cô chú. Cũng nhớ cho em xin một like luôn nghe cô chú. Và nhớ đăng ký kênh cho em luôn nghe. Rồi thì kênh của em là chuyên 100% là hàng Nhật Bản. Đó, hàng nội địa của Nhật nghe cô chú. Nhưng mà máy bên em là hàng biển. Đó, thì hôm nay là theo sự yêu cầu của mấy chú là Kiệt ơi, con lên cho chú là những con máy mà siêu rẻ và bền bỉ. Đó, thì hôm nay là theo sự yêu cầu của mấy chú, có những con máy nòng 34 ly mà giá rất là rẻ nghe mấy chú. Đó, theo sự yêu cầu của mấy chú. Thì hình thức bán máy bên cửa hàng em là em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú. Tới nơi thì shipper là giao tới nhà cho cô chú. Cô chú cứ khui thùng ra, đổ xăng vô, bắt shipper ngồi đó đợi cô chú đi. Cô chú cảm nhận máy giật nổ ok rồi cô chú mới nhận hàng nghe. Thì đặc biệt là bên cửa hàng em và cửa hàng của Hoài Di cũng vậy, là không nhận cọc của cô chú bất cứ 1.000 nào hết, để cho cô chú có sự tin tưởng bên cửa hàng tụi em ha. Đó, bên em là bán hàng chính thống nha cô chú, không lừa đảo không gì hết. Để nhưng mà cô chú xem mấy kênh khác thì người ta bắt cô chú cọc thì cô chú còn sợ, còn kênh tụi em là không bao giờ bắt cô chú cọc. Đó, nếu mà bắt cọc thì cô chú chắc cũng không ai cọc đâu. Mấy chú lớn tuổi không biết chuyển tiền là một nè, sợ đặt cọc xong rồi mấy anh kia trốn mất tiêu, còn tụi em là không có. Đó, rồi thì trước khi vô bán máy em giới thiệu quà tặng luôn cô chú ơi. Rồi thì hôm nay là em nhờ bạn Di vô giật máy cho em một khúc nữa nghe cô chú. Đó, em đang hướng dẫn em đó. Cô chú cảm thấy anh em bán máy nhiệt tình đó, cô chú nhớ ủng hộ nghe. Rồi thì cũng như thường lệ thì em tặng 5 món quà tặng cho cô chú. Món đầu tiên là một cái chắn cỏ. Khi mình cắt cỏ thì cái miếng chắn cỏ này nó sẽ bảo vệ mình. Đó, nó chắn lại làm không cho bụi nè, cỏ nè văng vô mình là một ha. Cái thứ hai là một sợi dây đeo có hai móc đàng hoàng, móc bằng inox hay cô chú. Đó là món thứ hai. Và món thứ ba là một cây lục giác nha cô chú. Đó, cây lục giác để cô chú lắp cái tay lái nè, lắp đầu bò. Đó là món thứ ba. Món thứ tư này mới quan trọng nè cô chú. Món thứ tư này là nhà cô chú nào mà chưa có từng sử dụng mấy cái cỏ thì nó không có cái đồ nghề để mình mở lắp gắp cái lưỡi dao này ha. Thì em tặng cái đầu này để cho cô chú lắp cái lưỡi dao. Đầu này là để lắp lưỡi dao nè cô chú. Đầu này là mở bugi
và đầu này dạng ốc tua vít đó. Cây này là 3 trong 1, rất là xịn nghe cô chú, nè dày cực kỳ luôn á. Đó, 4 món này lúc nào cũng có đi kèm. Và em có tặng cho cô chú thêm một cái lưỡi cắt. Thì đây là 3 món lưỡi cắt bên em. Đó, thì đây là lưỡi dài chuyên cắt cỏ nè. Chuyên cắt cỏ rất là bén ha. Rồi đây là lưỡi tròn Nhật Bãi. Đó, lưỡi nó tuy nó sét nhưng mà nó còn bén nghe cô chú. Lưỡi cũ ha. Còn đây là ổ dây cước, ổ mới ha. Đó, khi mà gửi tặng thì em sẽ xỏ đầy dây em tặng cho cô chú. Thì 3 loại lưỡi này cô chú được quyền lựa một cái để nhận quà tặng. Ví dụ như cô chú lấy lưỡi dài đi, chuyên cắt cỏ, thì bỏ lại 2 cái này cho em là đủ 5 món quà tặng ha. Hoặc là cô chú không lấy lưỡi dài thì bỏ lại lưỡi dài lấy lưỡi tròn. Đó, còn ví dụ cô chú muốn mua thêm một cái thì em tính thêm 50.000 nè. Mua một ổ dây cước. Đó, ổ dây cước này mấy cô nữ với mấy chú lớn tuổi là xài này nè, rất là an toàn ha. Đó, 3 món này thì thêm cho em 100.000. Đó, tổng combo lưỡi. Rồi, thì bên em có bán cái gạt cỏ luôn cô chú. Cái này để mình cắt lúa được nè. À, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn, gom qua mình ôm để mình hoặc mình bó đó cô chú. Đó, chất liệu bằng kẽm, em bán 90.000 bao phí ship theo máy. Rồi, thì em có bán nhớt 2 thì. Dầu nhớt pha xăng, thương hiệu là Mê Công Lút 2 thì ha, chuyên cho máy cắt cỏ nè, máy thổi lá, máy cưa. Đó, chai này thì có cái cống lường luôn cô chú, có cái cống đo lường để cho cô chú biết cái cách đo lường ha. 1 lít xăng thì mình lường 80ml nhớt. Đây, can này là 1 lít ha. Đó, em bán là 100k. Bao phí ship theo máy. Em có cái bơm nước luôn cô chú. Đây là gọi là tu hít bơm nước cải tiến ha. Lên nước rất là mạnh cô chú. Đây, đầu lên nước này là ống 27 ha. Mở cái lưỡi cắt cỏ ra, gắn cái con ốc này vô. Đó, bơm nước rất là mạnh luôn. Chất liệu làm bằng inox 304, giá 150k, em vẫn bao phí ship kèm theo máy. Rồi, vô bán máy cô chú ơi. Bữa nay là tha hồ lựa chọn máy ghẻ luôn cô chú. Đó, bữa nay là theo sự yêu cầu của mấy chú nè. Máy ghẻ ghẻ không cô chú ơi, mà máy mạnh nè. Rồi, thì em Hoài Duy cũng em giới thiệu khúc đầu ha. Còn em Hoài Duy giới thiệu khúc sau nghe cô chú. Rồi, thì bên kênh tụi em bán là không nhận cọc trước, nên em phải quay chi tiết nè. Đó, từng cái bô, từng cái dàn áo, từng cái đặc điểm luôn. Này, máy này thì sử dụng bình xăng con Wambago siêu tiết kiệm xăng. Thương hiệu của nó là Makita 20cc lòng 30 ly. Đó, nè, lốc còn sáng nghe cô chú. Bô sáng. Thì tay lái cần đầu bò là em quay chi tiết hết nè. Đây là đầu bò gin nè, trắng cỏ gin, cần gin. Đó, tay lái gin, ga giữ nghe cô chú. Con này thì phù hợp cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè. Đó, nó khoảng hơn 3 kg à. Đó, mấy cái anh cắt cỏ theo đường lộ đó cô chú, quẩy con máy này nè, từ sáng tới chiều mấy ảnh không biết mệt đó. Rồi, thì tới nơi thì cô chú cứ đổ xăng vô. Rồi test máy ok, cảm nhận ngon lành rồi mới trả tiền ha. Đó, tới nơi thì mình đè nó xuống, mình bóp vú nó. Bóp vú cho xăng lên ha. Bóp vú nè. Cô chú nhà nhớ nè, bóp vú đóng nghe, rồi giật cái. Mình lên ga le đỏ tự động nó tự nhảy ra nghe cô chú. Đây. Máy chạy rất là phê luôn. Đây nè, mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ xem nè, em kéo thẳng dây là chạy thôi, máy rất là nhạy ha. Rồi tắt đi cô chú. Thì tới nơi thì cô chú cứ cho thợ kiểm tra, kiểm tra là nồng bạc bích tông hay là kiểm tra tất cả đó. Nếu mà nói máy em gã rồi thì em tặng luôn, cứ cho thợ kiểm tra nghe cô chú. Hoặc là nói máy Trung Quốc tặng luôn nghe cô chú. Em là bao hàng Nhật Bãi ha.
Rồi à, hôm nay là hôm qua là lên lâu dép đó hiểu. Hôm nay là lên bữa nay là 29 tay á hiểu. Rồi bữa nay là em lên hai chữ A nghe cô chú. Hai chữ A đi. Đó A 1. Hết chữ cái cô chú ơi. Quay lại là hai chữ A. Thôi AB đi cô chú ơi, cho dễ kêu. AB 1 đi. AB 1 giao lưu với cô chú 1 triệu 1. Đó. Nguyên một con máy Nhật, bao phí ship tặng đủ phụ kiện, con 1 triệu 1 rồi cô chú. Ngày 29 tháng 6. Đó, cô chú nhớ ủng hộ em ha. Chốt thì nhớ nhắn qua Zalo cho em là chốt AB 1 giá 1 triệu 1. Này là giá mà siêu mềm nha cô chú, tại bữa nay em khuyến mãi nha. Tại có em hoài gì vô em khuyến mãi cho cô chú luôn. Nó thường thường cũng 1 triệu 2 triệu 3 ha. Rồi kế tiếp là thương hiệu là Magu Yangma 20cc, lòng của nó là 30 ly, sử dụng bình xăng Qambago siêu tiết kiệm xăng nè, lốc sáng nè, bô còn sáng nè, ngoại hình máy còn đẹp ha. Nó cũng siêu nhỏ gọn nghe cô chú. Đó, em bao ghim từng con ốc ha. Đó, bô còn đẹp ha. Tay lái ghim, cần ghim nè. Đó, đầu bò ghim. Đó, đầu đạt chuẩn hết ha cô chú. Rồi test máy luôn cô chú ơi. Tới nơi thì cô chú đổ xăng nhớ pha xăng nhớt đổ vô nha. Nhà cô chú có xăng nhớt rồi thì khỏi mua, còn nếu mà đặt hàng bên em rồi thì cô chú nhớ mua chuẩn bị ha. À, bao phê ha, nghe nó chạy thì thầm nó đã nè cô chú. Đây thẳng dây là chạy nghe cô chú. Bắt nè. Nè cô chú coi nè. Đó, thẳng dây là chạy nha. Rồi rồi mấy chú lớn tuổi mấy cô nữ nên chốt mấy con này ha, rất là nhẹ. Đó, giá thì rất là mềm. Rồi AB2, ký hiệu là AB2 nghe cô chú. AB2 giao lưu với cô chú là 1 triệu 3 luôn. Đó, chỉ 1 triệu 3 thôi, sở hữu được con máy Nhật ha. Nhớ nhắn qua Zalo giùm em ngày 29 tháng 6. Đó. Rồi kế tiếp là AB3. AB3 đến từ thương hiệu cũng là Magu Yangma 20cc, lòng của nó là 30 ly. Con này là hành trình bê tông cao tum gời. À, bô còn sáng, đồ đạc chuẩn ghim hết ha. Sử dụng bình xăng Qambago siêu tiết kiệm xăng. Đó, tùm gời ha cô chú. Lòng 30 ly, hành trình bê tông cao. Đó, kênh của em là em quay chi tiết hết nha cô chú. Nên cô chú cứ an tâm đặt hàng đi. À, quay chi tiết nè, à, không nhận cọc nè, bao phí ship tới nhà nè. Nên cô chú cứ an tâm ha. Nè, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Đây lái ghim cần ghim. Con này là ghim trăm trăm nghe cô chú. Rồi bơm xăng lên, đóng nghe, giật cái. Rồi nhớ giật chạy cái e gì rồi cô chú bật cái e lên giùm em. Nhớ bật e lên nó mới chạy nữa nghe cô chú. Ti thì thầm em. Rồi công tắc phía sau ha cô chú. Đó, con này là hành trình bê tông cao ha. Đó, mấy con này là mấy chú là mê nè. Rồi con này là ký hiệu AB3. AB3, em này giao lưu với cô chú 1 triệu 3. Đó, 1 triệu 3 ha. Nhớ ghi ngày giùm em ngày 29 tháng 6 nghe cô chú. Rồi kế tiếp là AB4. AB4 cũng đến từ thương hiệu Magu Yangma, nhưng mà em này là hệ đầu vuông nghe cô chú. Đầu vuông sát lớn,
thương hiệu Maguyama BC20, nồng của nó là 30 ly. Đó, nè cô chú xem nè. Đó, cái lốc còn xanh vàng ha, bô còn xanh vàng luôn nè. Bình xăng Wamago còn trắng tinh luôn. Siêu tiết kiệm xăng ha. Đó, tùm rồi. Tùm 260 ha cô chú. Đó, cô chú có xài bình xịt thuốc đâu đó là chốt con này. Tay lái ghim cần ghim. Đầu bò ghim. Trắng cỏ ghim. Ghim nguyên con ha. Rồi, test máy luôn. Bóp vô, đóng e lên ra. Nhớ ba thao tác giùm em nha. Đóng e lên ra giật một cái, mở e ra giật một cái nữa. Công tắc nằm phía sau. Rồi, B4. A B4. Giao lưu với cô chú. Bữa này là khuyến mãi cho cô chú luôn. 1.4 triệu thôi cô chú ơi. Đó, máy còn đẹp gì đó mà em bán con 1.4 triệu đó cô chú. Đó, bữa nay là ngay hệ của mấy chú lớn tuổi rồi ha. Rồi. Hôm nay là được anh em ít tin là có trợ lực lớn nha cô chú. Hổm gài là lâu lắm mới được anh em ít tin hàng của Đức mà có trợ lực ha. Đây, máy này là máy của Đức nhập Nhật ha. Đức nhập qua Nhật, Nhật xài xong là bỏ ra bãi tới mình đó cô chú. Đó, người Việt Nam là rất thích xài hàng Nhật bãi là vậy đó cô chú. Nhật mà xài nhập của Đức xài thì cô chú biết là đẳng cấp như thế nào ha. Đây, bình xăng nó là bình xăng 2 kim. Chụp giật trợ lực lớn. Đó, nè. Bô còn sáng, lốc còn sáng ha. Nhưng mà thường thường lẽ tin cái ngoại hình của nó không được đẹp nghe cô chú. Quay chi tiết ha. Kênh em lại quay chi tiết lắm cô chú, không giấu điểm nào ha. Nè, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Nè, cái cần ha, 2.300, nồng của nó là 32 ly. Có trợ lực ha. À, nắm dở lên là chạy. Mà nhớ là đè xuống bóp vú rồi hãy dở lên nha. Bóp vú, bật e, lên ga, dở lên. Đó. Mình lẹ tay mình đẩy cái e xuống là nó chạy luôn nghe cô chú. Nghe thương hiệu đẳng cấp của Estin nè cô chú. Cô chú nắm nè. Nè, trợ lực lớn nha, nắm dở lên thôi. Đó, dở lên chưa hết dây là nó chạy nữa cô chú. Rồi tắt nha. Đó, mấy chú mà cần máy mạnh là chốt con này ha. Con này là bao cô chú đánh bằng dây cước luôn. Nồng 32 ly thôi. Thương hiệu Estin ha. Rồi, AB5. Em này giao lưu với cô chú 1.6 triệu thôi. Đó. Siêu rẻ hay cô chú. Kế tiếp là AB6. Đó, AB6 là thương hiệu Honda nữa nghe cô chú. Đó, hổm gài là mấy chú là quá trời kiếm máy Honda hai thì luôn. Đó, Honda 4 thì đã đẳng cấp rồi, nhưng mà hôm nay em được một con Honda hai thì nữa nghe cô chú. Honda UMK22. Lồng của nó là 32 ly. Đó. Bình xăng 2 kim. Nè, hành trình bê tông rất là cao ha, bô còn sáng. Mấy con này là bao phê nghe cô chú. Đây, Honda. Đó, nhìn là biết máy ghim nguyên con hay cô chú. À, đồ đạc bao chuẩn nha. Đó, tay lái nó thì có tay lái ngắn ngay đây nghe cô chú. Cô chú muốn xài tay lái như thế nào cứ báo em lên cho ha. Đó, bây giờ là ghim của nó gì nè. Em có lắp thêm tay lái dài để cho cô chú cắt mồi ruộng ha. Đó, đầu bò ghim. Đó, trắng cỏ thì gắn sẵn tặng cho cô chú ha. Rồi, tới nơi thì cô chú nhớ
pha xăng nghe cô chú, xài máy hay thì mình phải pha xăng nhớ nghe, quên pha là nó hư liền luôn á. Bật e bóp vú lên ga. Máy 2 kim ha. Rồi, AB6. AB6. Hôm trước em có lên con 2 triệu. Con này nó hơi, cái ngoại hình nó hơi xấu hơn xíu. Em giảm cho cô chú còn 1.7 triệu. Đó, cô chú nào thích Honda là hôm nay vô chốt ha. Bữa nay là giá siêu mềm nghe cô chú. Đó, Honda nằm 32 ly chỉ còn 1 triệu 7 thôi cô chú à. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma. Đây, hôm nay được con Magu Yanma là sát nhỏ nghe cô chú. Đó, mấy chú lớn tuổi là chơi con này nè. Con này là hôm trước em có lên con y hệt vậy nè, 2.4 triệu, 2.5 triệu đó cô chú. Mà hôm trước con còn kêu kia là mới can sa ben ha. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu ha. Nè, MB 2003. Đó, thường thường là mấy con này là 1.7, 1.8, 1.9 không đó. Hôm nay em này em cũng giảm rẻ cho cô chú luôn. Đó, đồ đạc là chuẩn hết ha, tùm gời. Con này thì mấy chú lớn tuổi là gặp con này là mê chết luôn. Nhỏ xíu xíu à. Đó, tầm 4 kg trở lại thôi. Nhưng mà con này là siêu lực. Tay lái ghim cần ghim. Nè, hôm trước có con đầu bò đỏ vậy nè, mấy chú nhớ 2 3 4 clip trước á. Đó. Ghim nguyên con nha. Lên ga bóp vú. Đó, nhớ làm cái này gì mình cũng phải bóp vú, đè xuống bóp vú, đóng e lên ga giật cái. Đó, nhớ chạy cái e rồi đẩy cái e xuống, mở e giật cái nữa nó mới nổ ha. Đã này cô chú, mấy con này là siêu lực. B7 em này giao lưu với cô chú 1.5 triệu thôi. Đó, siêu giảm giá cho cô chú nha. Nói chung là cô chú nào mà cắt cỏ cho trâu cho bò ăn không quan trọng cái ngoại hình là chốt mấy em này ha. Rồi kế tiếp là AB8. AB8 cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma. Bữa nay rất là nhiều máy nhỏ nghe cô chú. Đó, siêu nhỏ gọn nha. Nè, con này thì còn siêu đẹp. Thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Nè, ốc nè, vàng khè ha. Con này thì bị lỗi điểm này. Mấy ông bên Nhật cũng làm sao mà dính miếng nước sơn bạc ngay đây nè. Nước sơn dính ngay cô chú, chứ nó không bị lỗi. Nè, lốc còn sáng gực ha. Bô trắng tinh. Bình xăng nè, ốc nó còn vàng khè luôn nè cô chú. Đó, siêu đẹp ha. Đó, đẹp từng con ốc, có tem Lema siêu tiết kiệm xăng nè. Bô sáng, lốc sáng, ốc sáng, ga dữ, đầu bò ghim, chống quấn cỏ luôn ha. Rồi, bóp vút, lên ga, đóng e, giật, mở e lên. Chạy bao phê này cô chú. Con này bữa nay còn đẹp ha. Rất kỳ em ha. Nghe thì thầm đã nè cô chú. Tắt ha. Đó. Lóc máy của chú coi nó đẹp nè. Như Ngọc Trinh. AB8. AB8 giao lưu với cô chú
1,7 triệu. Đó, 29 tháng 6. Máy đẹp ha. Rồi, kế tiếp. Đó, mấy chú thích nồng lớn nè. Nồng lớn mà giá rẻ nè cô chú. Đó. Lý do là cái dàn áo ở ngoài nó hơi xấu nghe cô chú, nên cũng giảm giá rẻ cho mấy chú luôn. Lốc máy còn sáng nè, bô còn sáng nè, bình xăng 2 kim. Qua MG siêu tiết kiệm xăng nha. Đó. Chụp giật trợ lực nghe cô chú. Đây, mắt in Japan. Bô còn đẹp ha. Ta lái ghim cần ghim nghe cô chú. Công tắc nằm trên ta lái luôn. Đó. Mấy anh nhờ cánh quấn bằng keo gì còn dính bằng keo của ảnh tùm lum đây chứ nè. Đầu bò. Đó, chống quấn cỏ ha. Nó có cái miếng chống mòn ốc dưới này nè cô chú. Đó, đầu bò ghim ha. Chắn cỏ ghim. Đó, mấy chú là không chê cái vỏ ngoài chốt con này nè. Siêu rẻ luôn, anh để siêu rẻ luôn. Nồng 34 ly ha. Bóp vú lên ra. À, e suốt. Chín A B 9. Em này ngoại hình nó hơi xấu, em giảm cho cô chú 1,4 triệu thôi. Đó, nồng của nó là 34 ly nghe cô chú. Nó thường thường 1,9 triệu, 2 triệu, hơn 2 triệu không đó. Bữa nay vỏ xấu quá, giảm cho cô chú còn 1,4 triệu. Đó, nhưng mà cái vỏ thì xấu, nhưng mà chất máy là em bao sáng nghe cô chú. Đồ đạc ở trong còn sáng gợt ha. Đó, mấy chú cắt cỏ cho trâu cho bò ăn không quan trọng, cái vỏ ngoài là chốt mấy con này nè cô chú. Rồi, kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Kyrick Echo. Đó, con này còn sáng hơn. Cái lốc cũng còn sáng luôn. Đó, nhưng mà cái vỏ nó sáng hơn thôi chứ chắc máy trong là như nhau ha. Cái vỏ hơi đẹp hơn tí xíu. Đó, cũng mắt in da băng. Đó, đồ đạc là chuẩn hết nè. Cũng tay lái ghim cần ghim, đầu bò ghim. Đó, ghim nguyên con ha. Rồi, cũng bóp vú đóng e lên ra. Cái nào cũng vậy ha. Dở lên. Đó, hạ e xuống. Nằm ở trên tay lái nghe cô chú. Rồi, AB10. AB10 giao lưu với cô chú 1,5 triệu. Đó, cái vỏ hơi đẹp hơn xíu. À, mấy con này là em bán lỗ hết cô chú, bán xả lỗ hết cho cô chú. Rồi, kế tiếp là AB11 đến từ thương hiệu Magu Yanma. Đó, hôm nay được một em trợ lực lớn nữa nha cô chú. Này là thương hiệu của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nha cô chú. Con này là 26cc, lòng của nó là 34 ly, có chụp giật trợ lực ngược ha, kéo ra là buông lại là chạy đó cô chú. Đó, đây mắt in nhà băng đàng hoàng ha, 26cc lòng 34 ly. Đó, đồ đạt chuẩn hết nè. Con này là ngoại hình nó cũng trung bình nha cô chú. Đây, em có lên ga bóp cho cô chú ha, này gọi là ga bóp xe đạp. Tay lái ghim, cần ghim, đầu bò ghim, chắn cỏ ghim. Đó. Rồi, bóp vú. Đóng e. Bóp ra, nè kéo ra, buông lại, bật e lên, kéo ra. Mình giật hai lần nghe cô chú. Yeah.
nồng 34 ly ha. Rồi, công tắc xuống sau. Đó. Nè, cô chú coi nè, coi cái máy 26 nồng 34 em giật nè, móc bằng ngón tay út chuyên tay danh nè, kéo ra, buông lại. Đó. Chưa buông lại thẳng dây nữa lại chạy nữa cô chú. Mấy em bé 5 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi là giật bao chạy luôn. Chỉ kéo ra, buông lại. Đó. Chỉ là chạy ha. Rồi. Bữa nay để giá cho cô chú mềm luôn. AB 11. AB 11. Giao lưu với cô chú 1 triệu 8. Đó. Hổng là 2 triệu 2, 2 triệu 3 không nha. Con này cái vỏ nó trung bình. Đó, em cũng giảm theo mấy anh kia luôn. AB 11 giá 1 triệu 8. Kế tiếp là đến cũng từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, bữa nay được hai em Mitsubishi ha. Mitsubishi tên là 231 lồng 32 ly. Đây, lốc sáng, bô còn sáng, bình xăng le đỏ tự động, hai kim ha. Đó, con này là còn bao phê nghe cô chú. Đây, lóc có dập nổi mít in da băng. Thấy rõ không hiểu? Thấy anh ơi. Đó. Cần ghim, tay lái ghim. Cần đẹp quá anh. Đó, đầu bò ghim. Trắng cỏ ghim. Thì cần cái màu đẹp quá nè. Con này là sơn tĩnh điện cô chú ơi. Cái này là Nhật cái sơn tĩnh điện nha. Bao đẹp luôn. Cái mà cái cần màu hồng nha. Máy này nó có chó xả nghe cô chú. Đó, Mitsubishi ha. Con này có chó xả nghe cô chú. Nè, khi mình giật là mình bấm cái này vô rất là nhẹ giật luôn. Còn mình không bấm thì nó hơi nặng giật ha. Nó cũng như là trợ lực đó cô chú. Đó, bóp vú, bật cái le ngang nè. Đó, vậy là giật cái là nổ liền. Đó, bật le lên. Tên là 231 ha. Xu là chạy phải nói là cực kỳ êm. Rồi, AB 12. Đây, AB 12. Cái màu sơn quá đẹp cô chú ơi. Con này là giao lưu với cô chú 1 triệu 8. Đó. Mới xu là giá cao dữ lắm nha cô chú. Đồng 32 thôi bằng cái giá nó bằng đồng 34 đó. Kế tiếp cũng đến từ thương hiệu Maguyama. Đây, con này là ốc tán là còn siêu đẹp luôn. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Trắng tinh ha. Em bao ghim nghe cô chú. Đây, đồ đạc nè. Đẹp từng con ốc ha. Con này là nồng 34 ly. Thương hiệu Maguyama. Đó. Ga bóp xịn sò. Đây, cần ghim, tay lái ghim ha. 26cc nồng 34 ly. Đầu bò ghim. Đó, trắng cỏ ghim. Rồi, bóp vú. Bóp ga. Đóng nghe, giật cái. Bao lần kia cũng đúng. Con này là cái họng nó lớn giả man lắm. AB13 thương hiệu Maguyama ha. AB13. Đó, giảm cho cô chú còn 1.7 triệu thôi. Ốc siêu đẹp ha. Lâu lâu có ngày giảm giá nghe cô chú. Đó, thường thường vậy là 1.9 triệu, 2 triệu đó. Rồi, kế tiếp đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, hôm nay là được một em Ngọc Trinh nghe cô chú. Mitsubishi siêu đẹp. Quay gõ đây nè, hiểu.
Đây nè, cô chú coi cái lốc máy còn xanh dần luôn ha. Bô bình xăng 2 kim. Nè lốc máy nè, có dập nổi mà tinh da băng thấy cỏ luôn à. Thấy không hiểu? Thấy nè. Đó. Cô chú coi nó đẹp nè cô chú. Long lanh. Đó. Con này là lâu lâu mới được một em Mitsu đẹp cỡ này nghe cô chú. Đây, được hai bộ tay lái nè. Tay ga nè. Đó. Đó, hai bộ tay lái ha. Đầu bò zin, trắng cỏ zin. Zin 100% ha. Đó, mấy chú cắt trong vườn trái cây thì chốt con này nè, hoặc là bơm nước ha. Con này là lâu lắm em mới được một con Mitsu đẹp kiểu này nghe cô chú. Hổm gài mới lựa được con đó. Hổm gài về mấy chục con mới được con đẹp gì nè. Tiền là 26 ha. Bóp vút. Bật e. Lên ga. Giật một cái. Mitsu nó đã nè cô chú. Tắt nó nằm như chân cái tay ga luôn nè cô chú. Rồi em này là AB14. AB14. Em này giao lưu với cô chú 2.6 triệu. Đó. Rồi con cuối cùng là đến từ thương hiệu Honda. Bữa nay được một con Honda 4 thì nghe cô chú. Đó, Honda 4 thì xăng riêng, nhớt riêng, dành cho những cô chú lớn tuổi không biết cách pha xăng nhất thì chốt con này ha. Đó, mua xăng xe máy về đổ vô là chạy ha, chạy lâu lâu thay nhất lần như xe máy vậy đó cô chú. Nó là cũng vẫn sử dụng bình xăng qua Qamago siêu tiết kiệm xăng ha. Đó, máy bên em là em bao hàng chuẩn Nhật bãi nghe cô chú. Made in Japan ha. Honda GX25, nồng của nó là 35 ly. Đó, tới nơi thì cô chú cứ chờ thợ kiểm tra đi, nói không phải là Honda xịn hoặc là hàng Trung Quốc gì đó thì em tặng cho cô chú luôn, bao phí ship tặng cho cô chú luôn. Đó, ga bóp zin xịn sò ha. Đây đầu bò zin, zin tất cả hàng Honda hết ha. Con này zin 100% nghe cô chú. Rồi bóp vút, bật e, lên ga, giật cái, hạ e xuống. Honda nằm 35 ly siêu vít. Con này là bao lực nghe cô chú, bao quyền lực. À, bao phê ha. Cô chú nào thích 4 thì hôm nay vô chốt con này. Con này ok lắm cô chú ơi. Rồi con tắt nằm trên tay lái. Đó. Rồi con cuối cùng AB15. AB15 giao lưu với cô chú 2.6 triệu luôn. Đó, thích 4 thì chốt con này, thích 2 thì chốt Mitsu Messi ha. Rồi cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em hàng ngày nghe cô chú. Đó, em lên nguyên một lô máy, cô chú ví dụ như thích lô máy này thì chốt, còn ví dụ như cô chú xem hết luôn mà chưa cảm nhận được thì cứ liên hệ với em hoặc là qua kênh máy cắt cỏ Hoài Di nghe cô chú. Đó là kênh của ông thợ của em đó. Đó, máy lúc nào em cũng trang bị đầy nhà để giao lưu với cô chú ha. Cứ alo cho em lựa cũng được cô chú, em lựa thì chính xác hơn nhiều. Rồi thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang ha. Rồi thì cô chú xem hết like của em thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cô chú. Rồi em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai ha.